tại Việt Nam, Sài Gòn cho nông dân sang nước ngoài để học tập kinh nghiệm. Coca-Cola tại Việt Nam thu hơn 30 tỷ đồng mỗi ngày. Du khách Nhật bị hết giá 700.000 đồng cho 3 đôi tất ở chợ. Hai mẹ con đi đào củ sắn bị lũ cuốn trôi. Trên thế giới, còi cảnh báo thảm họa không hoạt động, chính quyền Hawaii nói gì? Tây Ban Nha sơ tán khẩn cấp nhiều làng mạc do cháy rừng. Ireland đổ xô rút tiền mặt miễn phí từ ATM do ngân hàng gặp sự cố kỹ thuật. Singapore phá đường dây rửa tiền hơn 17.600 tỷ đồng. Hi Ho xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình tối nay, ngày 17 tháng 8 của Khoai Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất tại Việt Nam. Sài Gòn cho nông dân sang nước ngoài học để lấy kinh nghiệm. Sài Gòn vừa phê duyệt đề án tổ chức đưa nông dân đi học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và quảng bá hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm nông sản ở nước ngoài giai đoạn 2023-2025. Theo đó, thành phố sẽ đưa khoảng 90 nông dân, cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp đi học tập, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu tiềm năng sản xuất nông nghiệp của thành phố tại các nước có nền sản xuất nông nghiệp phát triển tương đồng. Địa điểm học tập sẽ là các quốc gia vùng lãnh thổ gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, Úc, Đài Loan. Đề án hướng tới mục tiêu giúp cán bộ, hội viên, nông dân, thành viên hợp tác xã, người lao động tại trang trại và các doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại của các nước. Sau chuyến đi, thì các tổ chức, cá nhân tham gia có khả năng ứng dụng kiến thức để phục vụ phát triển nông nghiệp có hiệu quả. Hoạt động tổ chức cho nông dân đi nước ngoài sẽ thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025, và mỗi năm thì tổ chức 2 đoàn học tập, riêng năm 2023 là 1 đoàn, mỗi đoàn không quá 18 thành viên. Kinh phí thực hiện đề án sẽ được sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách thành phố. Việc đưa nông dân đi học tập ở nước ngoài sẽ giúp thành phố bồi dưỡng nhân lực nông nghiệp trình độ cao, có đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu phát triển nền nông nghiệp đô thị hiện đại của thành phố trong giai đoạn tới và thúc đẩy quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Coca-Cola tại Việt Nam thu hơn 30 tỷ đồng mỗi ngày. Chỉ trong 6 tháng, Sprite Coca-Cola, đơn vị đã mua lại quyền sản xuất, tiếp thị và phân phối tại Việt Nam, đã ghi nhận doanh thu hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng với 30 tỷ đồng mỗi ngày. Việt Nam là thị trường có kết quả kinh doanh cao thứ 3 của Sprite Coca-Cola chỉ sau Trung Quốc và Mỹ, và trung bình mỗi ngày công ty này sẽ bỏ túi hơn 31 tỷ đồng doanh thu và 4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay EBITDA. Và nếu xét về biên lợi nhuận EBITDA, thị trường Việt Nam đạt mức cao nhất với khoảng 15,9%, con số này ở Mỹ là 13,9% và Trung Quốc là 10,6%. Riêng tại Việt Nam, Coca-Cola có mặt từ năm 1994 và hiện đã sở hữu 3 nhà máy, phân phối 10 nhãn hàng. Trước dịch, doanh thu của công ty tăng trưởng đều đặn mỗi năm. Từ hơn 5.000 tỷ đồng năm 2014, Coca-Cola Việt Nam đã đạt doanh thu gần 9.300 tỷ đồng năm 2019. Dịch bệnh khiến doanh thu của Coca-Cola Việt Nam giảm 14%, còn xấp xỉ 8.000 tỷ đồng năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty này vẫn tăng trưởng từ 811 tỷ đồng lên khoảng 838 tỷ đồng. Ban lãnh đạo Sprite Pacific đánh giá trong nửa đầu năm 2023, hoạt động mua lại tại Việt Nam rất tốt và bắt đầu có những đóng góp đáng kể cho tập đoàn này. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh tại Campuchia ghi nhận khoản lỗ 22 triệu đô la Hồng Kông cho công ty mẹ, khoảng 67 tỷ đồng do điều kiện khó khăn dù được mua lại cùng lúc. Chuyển qua những tin tức đáng chú ý khác. Du khách Nhật bị hết giá 700.000 đồng cho 3 đôi tất ở chợ. Kazuki Matsumoto, tên thường gọi là Kiki, chàng trai blogger đến từ Nhật Bản, đã sống tại Việt Nam 6 năm với tình yêu dành cho đất nước hình chữ S. Trong lần trải nghiệm mới đây, Kiki muốn tới chợ Bến Thành, Sài Gòn để mua đồ và xem liệu có bị hết giá hay không. Và khi dạo qua các sạp hàng, vị khách người Nhật nhanh chóng được các tiểu thương chào mời, thậm chí là có người còn chào mời anh bằng tiếng Nhật và tiếng Anh khá thành thạo. Tại quầy túi sách và ba lô, Kiki ưng ý và mua một chiếc ba lô với giá 1,4 triệu đồng, dù chiếc ba lô này được cô gái tiểu thương báo giá là 2,5 triệu đồng. Điểm dừng chân cuối cùng cũng là nơi mà vị khách Nhật khá bàng hoàng khi tiểu thương bán 3 đôi tất với giá 700.000 đồng. Dù được tiểu thương hỏi muốn mua giá bao nhiêu, nhưng con số 700.000 đồng quá cao nên Kiki bối rối, không biết trả giá nào mới đúng.
Sau khi nhận thấy vị khách bất ngờ bởi mức giá này, thì tiểu thương đã hạ giá xuống 150.000 đồng cho 3 thùi tất. Tuy nhiên, nam blogger vẫn chưa hết sốc nên quyết định đi về và không mua bán gì nữa. Với chuyến đi này, anh nhận thấy hơi đáng tiếc vì bị mua đắt, nhưng cho rằng đó là một phần cuộc sống tại Việt Nam. Hai mẹ con đi đào củ sắn bị lũ cuốn trôi. Công an huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi. Khu vực phát hiện thi thể hai nạn nhân được xác định cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km. Và trước đó, khoảng 9 giờ ngày 13 tháng 8, hai mẹ con cùng chú tại xã Bắc Nga, huyện Bắc Yên trên đường đi đào sắn về qua suối Lườm tại bản Lườm tự A, xã Bắc Nga, huyện Bắc Yên thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Như vậy, sau 3 ngày tìm kiếm với hơn 20 chiếc thuyền, 350 người tham gia tìm kiếm nạn nhân, thì thi thể hai mẹ con cũng đã được tìm thấy và đưa về cho gia đình tổ chức mai táng. Chuyển sang phần tin thế giới, mở đầu là thông tin liên quan tới các vụ cháy tại Mỹ vừa qua. Theo Reuters, ông Hermes Adea, người đứng đầu cơ quan ứng phó khẩn cấp tại đảo Moss, tiểu bang Hawaii, Mỹ, mới đây đã lên tiếng bảo vệ quyết định không hú còi báo động trong trận cháy rừng thảm khốc vừa qua. Ông Adea cho biết còi báo động ở Hawaii được sử dụng để cảnh báo người dân về sóng thần, và cũng chính vì vậy, nếu báo động qua hệ thống này trong vụ cháy có thể khiến người dân hiểu nhầm và sơ tán về nơi ngọn lửa đang hoành hành. Đám cháy bùng phát hôm ngày 8 tháng 8, lan xuống chân núi lửa, quét qua thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng Lahaina, lấy đi sinh mạng ít nhất là 110 người, phá hủy hoặc làm hư hại khoảng 2.200 tòa nhà. Theo ông Andrea, người dân đã có kinh nghiệm với việc tìm kiếm vùng đất cao hơn trong trường hợp còi báo động vang lên. Và nếu chúng tôi bấm còi vào đêm hôm đó, chúng tôi sợ rằng mọi người sẽ chạy đến Mauka, lên sườn núi, và nếu đúng như vậy thì họ đã lao vào lửa rồi. Vị quan chức nói thêm, Moss có hai hệ thống cảnh báo khác nhau, một hệ thống gửi tin nhắn văn bản đến điện thoại và một hệ thống khác phát tin nhắn khẩn cấp trên truyền hình và đài phát thanh. Còi báo động chủ yếu được đặt ở bờ biển nên chúng sẽ vô dụng đối với những người ở vùng cao hơn. Thống đốc Hawaii, George Green, cũng bảo vệ quyết định không hú còi báo động. Ông Green đã yêu cầu Tổng trưởng lý tiểu bang tiến hành đánh giá toàn diện về các phản ứng khẩn cấp của chính quyền địa phương, khẳng định đây không phải là một cuộc điều tra hình sự, đồng thời nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm vào thời điểm này là học cách bảo vệ bản thân an toàn hơn trong tương lai. Thông tin tiếp theo cũng là về cháy rừng, thưa quý vị. Giới chức Tây Ban Nha mới đây đã yêu cầu sơ tán 6 ngôi làng có nguy cơ ảnh hưởng khi mà đám cháy bùng phát và lan rộng tại vườn quốc gia trên đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary. Hỏa hoạn đã bùng phát vào đêm ngày 15 tháng 8, địa hình hiểm trở khiến công tác dập lửa trở nên khó khăn hơn. Theo Reuters, phạm vi đám cháy mở rộng tới hơn 22 km qua khu rừng khô bao phủ cả hai sườn của khe núi dốc gần núi lửa Mount Taide, đỉnh núi cao nhất của Tây Ban Nha, cản trở việc tiếp cận khu vực. Giới chức đã phong tỏa mọi lối dẫn vào các ngọn núi trên đảo và khuyến cáo người dân cũng như là du khách tránh xa các khu rừng do lo ngại nguy cơ lửa lan rộng. Vào trong tuần trước, một đợt sóng nhiệt bao trùm quần đảo Canary gây khô hạn ở nhiều khu vực và làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng. Vào mùa hè này, lực lượng cứu hỏa Tây Ban Nha đã phải đối phó với hàng loạt vụ cháy rừng trên quần đảo Canary. Tiếp theo là thông tin về sự cố hy hữu tại Iceland, đổ xô rút tiền miễn phí từ ATM do ngân hàng gặp sự cố kỹ thuật. Tờ The Guardian ngày 16 tháng 8 đưa tin rằng trong suốt vài giờ ngày 15 tháng 8, nhiều người sử dụng ngân hàng Bank of Iceland phản ánh họ có thể rút nhiều hơn so với số tiền đang có trong tài khoản. Một số tưởng họ được tặng tiền miễn phí từ ngân hàng nên đã đua nhau xếp hàng tại các máy ATM. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng dài người đứng tại các máy ATM ở nhiều thành phố khác nhau. Một số khoe rút được dù trong tài khoản của họ gần như là không còn tiền. Cụ thể, người dùng có thể rút tiền từ tài khoản hoặc chuyển khống sang ví kỹ thuật số, sau đó rút từ một điểm ATM bất kỳ. Có người thậm chí rút được 1.000 euro, tương đương với 26 triệu đồng, trong khi hầu hết nhận khoảng 500 euro, khoảng 13 triệu đồng. Trên mạng xã hội cùng ngày, đại diện Bank of Ireland lên tiếng xin lỗi người dùng, đồng thời giải thích hệ thống đã gặp sự cố trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến hàng loạt dịch vụ, bao gồm ứng dụng di động và cổng thông tin ngân hàng trực tuyến. Trong loạt bài đăng sau đó, ngân hàng cảnh báo rằng bất kỳ khoản tiền nào được chuyển hoặc rút vượt quá giới hạn thông thường sẽ bị chuyển sang tài khoản ghi nợ. Những người rút tiền quá mức trên tài khoản cũng được kêu gọi tự liên lạc với ngân hàng để giải quyết. Và cũng liên quan tới tiền tệ, theo Reuters, lực lượng cảnh sát Singapore SPF đã bắt 10 người nước ngoài với cáo buộc rửa tiền và làm giả hồ sơ lớn liên quan đến số tài sản 1 tỷ đô la Singapore, tương đương với hơn 17.600 tỷ đồng.
Trước đó, cảnh sát nước này đã nhận được thông tin về các hoạt động bất hợp pháp, trong đó có các tài liệu nghi là giả mạo dùng để chứng minh nguồn tiền trong tài khoản ngân hàng Singapore. Họ đồng loạt thực hiện các vụ đột kích bắt giữ các nghi phạm rửa tiền trên khắp đảo quốc từ ngày 15 tháng 8. Các nghi phạm có độ tuổi từ 31 đến 44, quốc tịch đến từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Síp, Campuchia và các quốc gia khác. Nhóm công dân nước ngoài này bị cho là liên quan đến việc rửa tiền cho hoạt động phạm tội như lừa đảo và cờ bạc trên mạng. Ngoài ra, 12 người khác đang hỗ trợ cuộc điều tra và 8 người nữa bị cảnh sát truy nã. Vâng, và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân. Và đừng quên like, share, để lại bên dưới bình luận quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.